Xin chào các nhà, nó quay trở lại với kênh Dỗ Cathy Home. Thì hiện tại mình đã có mặt tại dự án nhà đang xây của bên mình. Thì đang xây là 2 căn. Thì trước đây mình đã có nói mình đã làm một video nói về diện tích cũng như là thiết kế xây dựng căn nhà này rồi. Thì hôm nay mình sẽ đứng ở đây để cập nhật thêm tiến độ xây dựng của căn nhà bên mình. Thì bên mình đã xây được là móng rồi, đang cho lên tường và chuẩn bị lên tiếp là phần lầu. Hoặc comment phía dưới video. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách.